and alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Đi tour thứ hai nhá, ngày thứ hai nhá. Đi đâu anh ơi? Bạn hai đi bản cao cấp. Thuê xe điện đi. Đấy, đi xe là còn sướng gấp mấy lần xe ô tô. Cái xe này là 6.000 cả đi cả về một người anh nhá. Đâu ơi? Mình là mình chưa tầm mấy giờ về? Đâu ơi? Vâng. Tất cả mọi người làm tiền này. Sướng này, nhìn mây này, nhìn mây này, sướng không? Mây sướng. Những người ở gần đây ở họ đi bộ. Đây, ngồi đây ngắm mây. Đấy. Cái điều quý hồ cũng chỉ ngắm kiểu này này. Đi tiếp đi. Đâu? Hát tiếp đi. Nghe cho xinh cảnh nhá. Nét không? Đúng không? Đi như chân mây. Cái này thì sao gì là lên điều đâu. Mát quá nhỉ? Tầm độ 300 này. Yeah. Còn những bộ mà hạt hạt kia nó chỉ xung quanh 100 thôi. Anh vé trong này vào bán là 90k. 90k.
chào mọi người nhé. Hiện tại mình và các bạn đang vào bản Cáp Cát, thì đang vào mua vé để vào bản nhé. Thì bọn mình đi theo phái đoàn đang vào mua vé. Đây, vào bản thì mình mua vé nhé. Mua vé rồi vào bản nhé. Đấy, vào đấy chứ. Đồng ơi. Đấy, sướng nha, được bố bế sướng nha. Đứa phải đi. Bố lộ sướng. Sướng cả hai. Này nhà ngủ phải ngon. Đấy, nhìn hoa hòe kìa. Đấy không?
Là có gia đình nào mà cần cho ấy. Đào. Cô ạ. Đó, cái tôm cao lên là như vậy. Không lên dần con bá mà con treo người lên lại lại rồi ra. Cô ạ. Đi đến đây mình có thể thuê đồ mặc cái kiểu dân tộc nó có đẹp nhé. Đây số đế tháp. Đó.
thác nước đẹp. Sâu xuống dưới thác xem nhé các bạn nhé, cho các bạn ngắm cảnh thác nước ở dưới sâu. Bây giờ là trên đường đi xuống, đây là tít đấy kia, xuống thấp phía dưới một tí nữa rồi các bạn này, nhìn là quang cảnh nó hùng vĩ lắm. Tất cả mọi người đang xuống để ngắm thác. Đây là phía dưới các bạn nhé, xuống đây có thác nước thật kỳ kỳ đẹp luôn. Đấy, mình sẽ di chuyển ra bên kia cầu đấy nhé. Khách hôm nay cũng rất là đông. Có lại nhà nước kia không? Chị Phương, chị Phương ơi, biết đường ra. Gì là lại chị cái đấy không phải chúng ta chỉ thấy là chúng ta vẫn làm đi.